Đại Nghĩa và Nam Thư xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc nhiên chưa. Hôm nay có lẽ sẽ là một cái điều ngạc nhiên mình mang đến cho quý vị khán giả. Ủa điều gì vậy em không biết? Là bởi vì người chơi của chúng ta sẽ là một cặp rất là đẹp. Lại đẹp nữa đúng không? Em sợ em kiếp khách mời mà đẹp lắm luôn. Trai đẹp thì sao? Em thích. Đó. Yên tâm, em sẽ được toại nguyện. Sẽ có trai đẹp. Trai đẹp cũng không? Như là gái đẹp xuất hiện luôn. Trời ơi, em thực sự là nôn nóng. Thì bây giờ mình về chỗ thôi để mình coi trai đẹp với cái đẹp hôm nay là ai. Yeah. Đi nào. Anh Nghĩa ơi, anh nói là hôm nay có trai đẹp. Chắc là nôn nóng quá cho nên là không có kịp chuẩn bị phụ kiện cho nó đàng hoàng đúng không em? Sao vậy anh? Tại vì tự nhiên với cái bộ trang phục này em gắn lên lỗ tai em hai cái bông như cái bông tuyết Noel vậy đó. Không sao, không sao. Có thể là anh thấy là không thích nhưng mà cái chàng trai đẹp trong khi bước ra nhìn em sẽ thích thì sao? Mà vui nhất là trai đẹp cuối cùng chọn về đội của anh đó. Để coi. Để coi. Xin mời hai người chơi của ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi. Thấy anh quảng cáo đúng không? Đẹp quá, bây giờ cất hai đứa vô tủ luôn đi chứ. Thì cái tự nhiên hai đứa mình thì cái đứng kế bên giống như con sen vậy đó em. Chán ghê, coi bà kia bà đẹp kìa trời. Chắc chắn là quý vị khán giả sẽ không xa lạ gì với hai gương mặt này. Nhưng mà thôi, để hai bạn tự giới thiệu về mình. Xin mời. Hai tất cả mọi người, mình là Linh Chi. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ngày Nhân Trưa. Mình là Lâm Minh Hải và một vũ công, một biên đạo. Lâm Minh Hải và Linh Chi hôm nay đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Hãy đưa ra quyết định của mình đi. Về đội của anh hay đội của Nam Thư? Chưa gì hết anh Nghĩa. Trời, Lâm Vinh Hải xuất hiện ở đây là mình phải bắt nhảy hả? Đó. Trời ơi, em thấy nặng quá. Đó, thấy không? Nhảy quá có chừng rớt hàng lùm tà la nha. Em mê anh Lâm Vinh Hải nhảy lắm. Anh Hải ơi, anh có thể nhảy một tí xíu được không? Yeah. Vậy thì bây giờ xin mời âm nhạc. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Đi vô. Đâu ra tự nhiên sấn sổ phóng ra nhảy chung với người ta hả? Trời trong ơi. Khi ở đây trời, Đại Nghĩa và Nam Thư đang nhảy quá tuyệt. Đúng rồi. Đang nhảy quá bốc luôn. Em có một động tác em không hiểu em làm gì luôn mà. Còn anh thì anh có chủ đề đàng hoàng. Chủ đề anh là gì? Lăng quăng và trùng chỉ, lăng quăng và trùng chỉ. Anh biết chắc là cái này đâu có tập trước đâu phải không Hải? Dạ không ạ. Nhạc lên là nhảy thôi. Trời ơi, gặp ngay cái người mà em rất là thích là Bruno Mars nữa. Trời ơi, anh tránh qua một bên đi. Cái gì vậy? Anh Hải. Không sao thì em cứ nói chuyện bên đó đi, anh thì đứng bên em đây. Thích nè, em nói chuyện nè anh Hải. Cái gì vậy? Ủa chắp té hả? Cái sàn nó trơn quá. Sao không chắp té qua bên đây? Hả? Đây bậy. Bỏ đi. Rồi. Bây giờ anh chọn đội để về đi. Em đã khoác tay anh Nghĩa rồi. À, em đi đó anh Nghĩa đi. Sao em làm cho người ta mà đúng ý quá vậy em? Mời em về chỗ. Thôi kệ em sao hết. Cứ để cho người ta thỏa mãn đi. Thỏa mãn trong một giây phút nào đó khi người ta được đứng kế một cái thần tượng mà người ta yêu thích. Anh Hải ơi, em cũng mấy lần gặp anh á, mà gặp ở quán cà phê á, mà em ngồi bàn kế bên, anh ngồi bàn kế bên, em không dám nói gì hết. Mà cái vấn đề là Hải nó không có dòm thấy em luôn á hả Thư? Tức là em mờ nhạt tới mức đó luôn á hả? Ảnh có lia mắt qua cái bàn. Lia mắt ra rồi lia đi luôn á phải không? Lia. Nên em buồn lắm. Mà em rất là thích anh.
Em cũng không biết nói làm sao nữa. À, Thư Thư em muốn nói gì nó qua nói với Linh Chi nè. Ủa? Em tặng chị ạ. Tặng chị đó kìa. Trời sao nào không? Em tặng chị hả? Em tặng. Chị tính chị kỳ lắm. Cái gì mà tao tặng là chị lấy rồi. Hiểu không? Anh ơi, em nói nghe nè. Mặc dù em biết anh là hoa là có chủ, bình là có bông. Cái lộn bông đã có bình. Nhưng mà tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng em đau đớn. Thôi bớt thả thính, vô vấn đề, vô chương trình ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ đến với vòng thi đầu tiên của Ngạc Nhiên Chưa. Ở vòng này chúng ta có 3 lượt thi. Hai lượt thi đầu tiên thì hai em sẽ lên trên ngay giữa sân khấu, sau đó quay lại nhìn lên cái bảng điện tử ở đây, nó hiện lên một cái từ khóa nào đó, phải chạy về bấm chuông giành quyền trả lời. Mời hai em vào vị trí. Cô bé đã bỏ guốc ra. Trời ơi, lên trên đó còn nắm tay nhau nữa. Thiệt luôn á. Trời ơi, sao vậy? Em ứa. Thôi nắm tay anh đỡ đi. Không. Chuẩn bị 1, 2, 3, quay lại. Rồi, chạy về bấm chuông em. Chạy về bấm chuông. Rồi, tao bấm trước đi, qua đây. Tam hồn. Tam hồn. Tiếp tới mình. Tam tạng. Yeah! Tam gì? Tam tạng. Cái này thật ra trời là một cái sự hiểu ý nhau đó em. Vấn đề thật sự là Hải không ngờ là chị dạo này không có xem Tây Du Ký. Em nói là đừng có bao giờ đứng gần trai đẹp. Tại vì khi mình đứng gần trai đẹp, cái mình bị đầu óc của mình nó bị phân tán đúng không em? Với lại sao không em? Cái phụ kiện nó cũng góp phần quan trọng lắm á nghe. Mấy cái bông tai mà nó quá khổ đó. Nó kéo xuống cái mình, nó kéo cái não mình xuống luôn đó em. Đó. Thảo nào đi kìa anh. Dạ thưa quý vị, đó là từ tạng. À, cất luôn đi Thư. Anh nghĩ rằng từ giờ tới cuối chương trình em còn phải tháo nhiều thứ nữa. Tháo, anh có thể tháo gì đó cho em được không? Dạ, đội của Đại Nghĩa, Linh Chi chứ được. 1 điểm. Một lượt nữa. Cố gắng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, quay lại. Hèn bắp chú. Như người ta đi em. Nữa hả? Yên. Yên. Tỉnh. Đấy. Công nhận. Tháo bông tai ra khôn liền con. Tháo bông tai ra khôn liền. Anh Nghĩa, anh hiểu em quá. Anh Nghĩa. Hãy đi. Sắm thật với mình đi Thư. Quay qua bên kia dẹo dẹo được. Tuy nhiên quay qua tôi dẹo dẹo mọc ốc hết trơn rồi. Đó là cái gì? Mở ra. Yên tĩnh. Và với từ tĩnh, đội Nam Thư và Lâm Minh Hải đã ghi thêm được 1 điểm. Bây giờ lượt cuối cùng, anh và Nam Thư sẽ lên đó và quay về để gợi ý cho em và Hải đoán nha. Tới 2 điểm lần em, cố gắng lên nha. Lần này tới 2 điểm. Thư, 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 Thư. Em có cái siêu động, siêu lòng gì trước anh không? Đó, em đã lông nheo lại đó. Không, ghê lắm. À, vậy hả? Ờ, anh muốn như làm là sao? Em bị bẻ cổ vậy đó. À, vậy em sẽ làm khác, anh làm lại đi. Ôi trời, ghê hơn nữa. Thôi bỏ luôn. Dạ, chuẩn bị. 1, 2, 3, quay lại. Người. Máy. Trời ơi, yeah. Cái gì vậy Thư? Tại sao lại cười? Em nghĩ là cái từ đó rất khó, bà Linh Chi sẽ không đoán ra. Đó là từ máy. Trời, đẹp và thông minh, ai chịu cho nổi trời. Dạ, đội chúng em đã ghi thêm được 2 điểm. Em sai rồi. Em sai rồi. Anh Hải, anh Vị, em sai rồi. Xin lỗi thôi. Đó, thấy chưa? Trời, hiểu hết chưa? Em chưa kịp nói em sai rồi, anh xin lỗi em đi, rồi nhào vô xin lỗi em liền. Ôi, mình thiệt là hiểu nhau đi. Hèn chi anh thấy rằng Hải nó luôn luôn được lòng các cô gái, đặc biệt là những cô gái trẻ đẹp. Hèn và chi cả những cô gái không đẹp, không trẻ cũng được lòng luôn, mới ghê chưa? Hèn... À, không, anh không nói em Thư, anh vô tình anh chỉ qua cái hướng này thôi. À, tức là những cô gái đẹp được lòng, không nói làm gì, mà những cô gái không trẻ, không đẹp cũng được luôn. Đó, à, hèn chi anh Nghĩa tới bây giờ vẫn ế, bởi vì anh Nghĩa không bao giờ có thể hiểu được phụ nữ. Ủa vậy em không ế hả Thư? Mọi người giết tôi đi. Chú
chúng ta đi chung trên một con thuyền Thư à. Kết thúc vào một, tỷ số đang là 3-1. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào vòng 2 của Ngạc nhiên chưa? Chào mừng quý vị khán giả đến với vòng 2 của Ngạc nhiên chưa? Kết thúc vòng thi đầu tiên, đội của anh Đại Nghĩa và Linh Chi tạm dẫn trước chỉ có 3 điểm thôi mà. Có gì đâu, đội chúng tôi lúc nào cũng vậy, 1 điểm và lội ngược dòng. Đúng không Lâm Vinh Hải, anh thấy sao? Chắc chắn là tự tin rồi, nhưng mà thắng hay không biết. Em làm không... sao dám thắng em, làm sao dám gì thắng đó. Bởi vì em nói thiệt á, anh không có thể nào đặt cái chế độ riêng tư vào đây được. Chơi là chơi, đúng không? Bỏ qua một bên luôn, bắt gì khe. Thiệt, giống như em nghĩ hồi xưa cục quá yêu nhau, nhưng bây giờ trở mặt rồi. Hồi nào vậy? Hồi bữa đó. Là bữa hai đứa mình hẹn nhau đi ăn rồi gì đó. Cái bữa đó là cái bữa mà anh bị say rượu đó phải không em? Trời ơi, vậy là anh chỉ đếm em lúc buồn rồi những ngày vui anh về nơi đâu không biết luôn nữa. Đau lòng quá. Cho nên là bây giờ cứ chơi hết mình ở vòng thi này cho anh nha. Vòng này dễ lắm, không có gì khó trơn trọi. Cứ lên đây chọn một con số mà em thích, sau đó mình đọc cái gợi ý cho người ngồi bên dưới nghe, và mình im lặng hoàn toàn, mình chỉ diễn tả bằng hành động làm sao để người ngồi dưới có thể đoán được cái cụm từ khóa đó là gì. Đoán đúng được 2 điểm, vậy thôi. Mời em lên. Đây, chị sẽ trợ giúp em. Đào, 1, 2, 4, 5, 6, em thích ô số mấy? Dạ, em thích ô số 2. Rồi, em đọc từ khóa đi. Đây là tên một bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết cùng tên. Rồi, diễn tả. Rồi, đó. Lâu. Trời ơi, tôi biết liền đó mà, bây giờ tôi cố tình tôi không đoán nè. Tôi đi qua đi lại. Cái này là tôi nè. Rồi nhìn thấy nè. Đó, rồi có phải là ở những bông hoa đúng không em? Đó, cái màu đó màu vàng phải không cưng? Ừ. Mình phải diễn tả, mình phải có phải đó là bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc Không Nhỉ? Hay là bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc Ta? Cầu cho hết giờ. Thôi đúng rồi, đó là bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Chị là không thích em rồi đó. Mời em về chỗ ngồi. Em phải cảm thấy may mắn tại vì bộ phim đó rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Dễ đoán đúng không? Dễ đoán. Đó là bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Em biết tóc vàng trên đầu của anh. Thôi kệ anh đi nha. Và đội của Đại Nghĩa Linh Chi ghi được 2 điểm. Giờ tới em đó Hải, lên đi. Rồi, trở rồi. Hải ơi, đừng có làm mất mặt nha. Nãy ngồi dưới trời đoán được cười người ta đó nha Hải nha. Số 4. Đây là một thành ngữ. Vịt hả? Chậm như vịt. Ông nói ba gà nói vịt. Gà mổ thóc. Gà. Tôi là anh là gà. Chết rồi anh Hải ơi, cái đầu em không chạy nổi thôi. Em bé. Gà trống hả? Gà trống nuôi con. Trời ơi, tôi sợ thật sự. Đó là gà trống nuôi con. Hồi nãy chỉ cho anh đúng không? Là anh là gà trống nuôi con luôn. Trống hả? Con trống. Con trống. Đó con mái, con trống không chịu hoài luôn. Em xin lỗi. Dạ, tại cái đầu em bây giờ nó đang hư rồi, nó chạy không nổi. Nhưng mà hết quá, em đã về tới đích. Gà trống nuôi con. Vậy là đội của Nam Thư, Lâm Vinh Hải ghi được 2 điểm. Bây giờ sẽ tới lượt Nam Thư và anh Đại Nghĩa sẽ diễn tả hành động. Cả hai bạn cùng đoán một lần. Trời ơi, chưa, từ từ. Cái này có 5 từ nha các bạn. Cái câu nói cửa miệng của giới trẻ bây giờ đang hot là con gái phải xinh. Quan trọng nhất là thần thái thôi. 5 từ. Thần thái quyết định tất cả. Quan trọng là thần thái. Anh nhường đúng không? Anh nói một câu đi, anh nhường đúng không? Đâu, anh đâu có nhường. Anh đứng lên đây, anh nhường đúng không? Tại sao quan trọng là thần thái? Quan trọng phải là thần thái. Anh bỏ một chữ, em nói 5 chữ thì anh nói quan trọng là thần thái. Anh nhường đúng không? Thì bây giờ ta có nhường cũng có sao đâu. Em tức. Đó là quan trọng là thần thái. Ai? Không nổi này.
đội của Đại Nghĩa Linh Chi ghi được 2 điểm nữa. Đường gì sao quá vậy? 3 với 7 cách biệt quá xa, đường gì sao quá vậy? Lượt cuối nè, mời hai em lên. Wow. Lên đi em, chọn nào? Chọn ô số 6 đi nha. Trời ơi, cậu hai đứa gây lộn, chia tay luôn. Đây là một cụm từ chỉ tên một chứng bệnh. Đau yếu xương khớp. Đau nhức xương khớp. Đau nhức xương khớp. Anh cũng nói đau nhức xương khớp ạ. Anh nghĩ nó là đau yếu xương khớp. Em nói là đau nhức xương khớp. Lâm Minh Hải coi đáp án. Có phải không? Đó là cái gì? Đau nhức xương khớp. Nó như sao? Không sao em ạ, mình vẫn thắng như em ạ. Mình vẫn thắng thôi. À không sao, đau yếu xương khớp tại người già rồi đó, hay đau yếu đó không sao. Còn em thì người trẻ em chỉ đau nhức thôi, em không yếu. Nên cái vòng này nè, em nhức. Em rất là nhức. Em nhức nhối khi em phải thua cuộc nữa đúng không? Không, em nhức ở đây nhưng mà giờ em đi về. Rồi vậy thôi. Nam Thư, Lâm Minh Hải chỉ được 2 điểm. Hải ơi, chỉ một lần duy nhất này mình được nắm tay công khai. Nắm tay em đi anh. Giờ em sẽ hát bài hát quen thuộc. Nắm tay em thật chặt, dắt tay nhau đi luôn. Chào tạm biệt. Họ đi luôn, còn anh em chúng ta ở lại đây. Chúng ta điểm số cao hơn mà. Và chúng ta sẽ bước vào vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Thưa quý vị, chúng tôi đã có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Và mình sẽ đặt cược số điểm của mình có ở trong vòng thi này. Mình sẽ chào đón quý ông Ngạc Nhiên. Anh ấy sẽ diễn tả lời của một bài hát bằng hành động không thôi. Mình sẽ quan sát hành động đó và mình đoán ra tên của bài hát là gì. Dạ, 7 điểm, dạ. Mình đặt cược bao nhiêu? 1 điểm. Một điểm thôi à? Đó là điểm số mà chúng tôi quyết định đặt cược. Và xin mời quý ông Ngạc Nhiên. Quý ông Ngạc Nhiên, bữa nay gái đẹp chơi, thành ra là làm cái gì cũng làm cho nó vừa vừa phải thôi, diễn tả cho nó rõ rõ chút xíu cho em gái đoán nghe. Đeo lên em. Không cần phải ô sâu sông có gì, chỉ cần vào vai người đồng đồng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi cõi lòng hoang sơ. Hôm nay tôi dậy sống một người với mình, một vậy mình là đủ. Những thứ còn lại chẳng quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày sau. Ngay dài mở lòng bao dung mà tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể còn đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải nghe lối, lắng nghe thật khẽ có lòng tôi. Một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Người là ai xin giúp tôi hoàn bờ vai, tựa đầu gục ngã. Cái gì đầu tiên vô rồi cắt chặt nè, cái gì nói phía sau. Phía sau một cô gái hả? Không phải đâu. Nếu phía sau một cô gái là nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Anh thì anh có một cái suy nghĩ nó lóe lên trong đầu của anh rồi đó. Người lạ ơi, cho tôi xin mượn bờ vai. Tại vì cái đoạn đầu khi mà diễn tả cái gì mà khóc rồi nói cái gì dòng ra phía sau, phía trước gì đó, thì anh nghĩ đó là cái lời có đoạn rap đầu bài đó. Còn đến khi mà vô cái giai điệu người lạ ơi, cho tôi xin mượn bờ vai, gục đầu vậy đó, đê môi mệt quá đó. Nếu không chắc thì mình coi gợi ý thêm lần nữa. Dạ thôi coi gợi ý đi anh. Dạ. Đây là bài hát do một nam và một nữ ca sĩ trình bày. Chính xác rồi, còn gì nữa phải không em? Rồi bây giờ mình coi lại lần thứ hai nè. Đó. Người lạ ơi đó, cho tôi xin mượn bờ vai. À, gục đầu tôi ngã gì gì tôi mỏi mệt quá đó. Đồng ý không à? Dạ. Người lạ ơi ạ. Chắc chắn á? Dạ. Sure. Sure. Chắc chắn. Đại Nghĩa và Linh Chi quyết định đưa ra đáp án của mình ngay lượt xem thứ hai. Đó là bài hát Người lạ ơi. Người lạ ơi, không biết người quen của mình có nhận được điểm thưởng thêm hay không? Chúng ta sẽ biết được kết quả ngay sau một vài phút giải lao. Yeah.
Dạ, đáp án người lạ ơi mà Đại Nghĩa và Linh Chi đưa ra, mình nghĩ là 99% là đúng rồi đó. Còn 1% nó tùy thuộc vào cái sự mà mình may mắn hay là mình xui xẻo thôi. Xin mời quý ông ngạc nhiên. Yeah. Chính xác. Yeah. Bài hit đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Và bài hát này đã giúp cho Đại Nghĩa và Linh Chi chiến thắng ở vòng thi cuối cùng này. Điểm số đặt cược của chúng ta là 1, được nhân 3 lên là 3, cộng với 6 điểm còn dư là 9 điểm, tương ứng với 9 triệu đồng. Cảm ơn Linh Chi, cảm ơn quý ông ngạc nhiên nha. Và chương trình Ngạc Nhiên Chưa sẽ lại tiếp tục gặp quý vị khán giả hàng tuần lúc 19 giờ thứ tư trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào.